Xin chào các bác nhá, Minh Audio Đông 0941891914 test và giới thiệu báo giá cho các bác một con âm ly của dòng âm ly cổ xò sắt tinh đích, mã là Su 7600. Con này thì báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi, đó là giá 3 triệu giá tại cửa hàng. Hình thức các bác có thể thấy là mặt phay nhôm tương đối đẹp xuất sắc luôn, góc cạnh mượt mà và trắng tinh khôi đó. Âm ly này chạy 4 sò sắt và chạy 2 cầu loa bát chép lao lớt này, volume được vào tín hiệu và cân loa đây. Hàng đẹp bao zin cho anh em. Chạy 4 sò sắt, 2 tụ lọc rất to. Đấy, 4 sò sắt trong này. Chơi những con âm ly cổ xò sắt này thì các bác sẽ nhận được cái chất âm là nó rõ, nó ngọt, nó trong. Mức giá 3 triệu đồng giá tại cửa hàng. Cửa hàng đang phối ghép với một đôi loa Diatone bát 30. Các bác dùng để nghe nhạc với con âm ly này thì là tuyệt vời. Nói chung trong tầm tiền mà tìm được một con âm ly xò sắt hình thức cân đối mịn màng như này cũng là một cái. Nếu mua được những con âm ly này, nếu so sánh trong tầm giá thì con âm ly này nó có phần khá nhỉnh. Anh em nào không thích nhiều giải bát và tép thì nhả lao lớt ra. Đấy, tác dụng của lao lớt nó là như vậy. Ngoài đường AUX tuner thì anh em còn có đường vào tiêm 1, tiêm 2. Như vậy là có tổng 4 đường vào cơ bản nhá. Một đường phono chỉ dành cho đầu đĩa than. Điện 100V và công suất là 100W ăn điện. Anh em thấy nó hoàn toàn đánh được những đôi loa bát 25-30 để nghe nhạc thôi nhá. Đây là góc cạnh nhá. Hàng bao zin luôn cho anh em. Mặt sau 100V, 100W. Chở khám 416. Hai cầu loa sản xuất tại Nhật. Đây là một trong những con âm ly mà chất âm vượt xa tầm giá bán. Anh em có thể ghép vào những dòng loa cổ của Mỹ, của Nhật rất hay. Còn đôi loa đang ghép cũng là một đôi loa gấu, cả nghe cả hát karaoke được. Cả tép cả bát đều rất sáng, tép rất sáng luôn. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.